Này, chào tất cả anh em giới thiệu siêu phẩm máy Longrin và máy Lifan, hai hãng nổi tiếng và ok nhất của Trung Quốc. Đấy, anh em mua hàng liên hệ cho em số điện thoại nhé. Rồi, vào sâu video em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em con máy này. Hàng đóng kèm mác nguyên zin của nó anh nhé, có chữ Longrin này. Đấy, có mã QR code check hàng công ty đảm bảo hàng ISO 9001 hãng này nhé. Đấy, công suất máy là 110, máy 110 đây, những cái thông số người ta nguyên trong máy, nó lắp cho tất cả các dòng quay zin cũ win được hết anh em nhé. Anh em chỉ cần mua hàng liên hệ cho em số điện thoại là em sẽ gửi hàng nguyên trong thùng hết anh em nhé, tập thùng luôn. Trên cạnh em còn rất chi là nhiều máy đấy, rất chi nhiều máy anh em nhé. Anh em chỉ cần mua hàng alo cho em số điện thoại là ok. Đấy, đây con thứ hai là con Lifan máy màu bạc nhé, nhũ bạc. Đấy, đây. Cái này mà con này là côn tay anh em nhé, côn tay 125. Máy giống con máy giống con Sirius anh em nhé. Đấy, giống con Sirius này là tráng mạ lớp rất chìa bóng và đẹp luôn. Đấy, từng con ốc rồi. Đóng Lifan luôn. Đấy. Anh em chỉ có mua hàng anh em liên hệ cho em số điện thoại là em sẽ gửi hàng cho tất cả anh em. Rất chìa đẹp luôn. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh nút góc màn hình nhé. Sau có video là hay anh em có thể xem video của em. Anh em đăng ký kênh nút góc màn hình nhé. Anh em xem tiếp video sau nhé. Xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh chuyên động cơ xe máy hàng đầu Việt Nam. Bên em là chuyên Quyết Bắc Giang, chuyên máy móc nha anh em nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em về ba cái dòng máy mà bên em mà chất lượng còn bên em còn nhiều dòng lắm, nhưng mà anh em cứ xem tiếp video sau để có tất cả. Thì anh em là mua hàng liên hệ cho em trực tiếp điện thoại là 0364011683 Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang. Đấy, anh em có nhu cầu đến địa chỉ tận nơi nhà em sẽ bán trực tiếp tại nhà cho em. Không mất thời gian, anh em lại xem giới thiệu chi tiết từng con máy một để cho anh em lắm được. Thì bên em nó dòng Lifan Longrin và hàng giống con máy cúp nhá. Đấy, em giới thiệu sâu con máy Lifan này. Thì anh em đăng ký kênh thì ủng hộ kênh nhá, sau có video là hay anh em thể xem được. Đây là con Lifan côn tay anh em nhá, Lifan côn tay. Đây, máy 125 luôn. Đây, Lifan côn tay. Đấy, anh em nhìn dốc máy giống Sirius, máy màu nhũ bạc nhé. Thì nó đôi khi nó về màu ghi hoặc là màu nhũ bạc thì em cũng không nắm được. Toàn của hãng người ta bán hàng nội địa đây nhé, không phải là hàng Việt Nam đặt đâu. Đấy. Còn cái hàng này thì hàng bao mới 100% cho anh em nhé, không có máy cũ đâu anh em nhé. Đấy. Đó, hàng nó đi theo là cần đạp, cần số, chế hòa khí cho anh em luôn. Đấy, đủ bộ nhá. Đấy, còn con thứ hai giới thiệu cho anh em là con Longrin, máy Longrin công ty trách nhiệm hữu hạn Longrin. Đây, sản xuất từ tháng 8 này, 2019 này. Đây, vừa mới ra hàng luôn, hàng mới, tem mác tiêu chuẩn ISO 9001 luôn. Con máy này thì 4 số tròn anh em, tất cả là 4 số tròn hết. Máy công suất 110. Công suất 110 nhá. Máy toàn bộ tem mác rồi, rất chi là ok luôn. Đấy, hàng Longrin nhá. Cái này nó lại không dập chữ Longrin, có một hãng cái này máy mới về em lại không có chữ Longrin. Đây, nó chỉ có tem mác Longrin thôi. Đấy, đây là hàng nội địa nha anh em nhé. Đấy, hàng bao chuẩn, bao đẹp luôn. Hàng máy màu ghi đồng nhá. Còn một con thứ ba, con máy có số lùi nha anh em nhé. Máy có số lùi, máy màu nhũ bạc. Ui, máy nhũ bạc nha anh em nhé. Con này thì đây, anh em mua hàng liên hệ cho em trực tiếp số điện thoại này. Con này thì đây, như của nó là 3 tiếng một lùi. Đấy, đây là R số 0 của nó, 123 xong rồi R. Đấy, nghĩa là của nó có đủ cần đạp cần số nhá. Đấy, thì anh em nào thì mua hàng, anh em mua hàng thì là hàng em gửi ship COD toàn quốc, anh em cứ liên hệ cho em số điện thoại là em sẽ có cách thức gửi hàng cho anh em.
thì nó bao gồm 1, 2, 3 về trước nhé. Xong anh em lại về 3, 2, 1, xong rồi có mốc mò ở giữa, mốc không, bắt đầu em về sau là lùi, nó lùi trực tiếp bằng ở nhông con này đấy, lùi có số lùi trong máy anh em nhé. Đấy, máy nhập khẩu hàng Đài Loan, mà hàng thì anh em mua hàng thì anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại này. Cũng nhiều người bán thì mấy cái clip trước thì của em ấy thì là em báo ra công khai, nhưng mà nó nhiều người, người ta cạnh tranh quá, người ta cạnh tranh không lành mạnh đấy, nói thế nhanh anh em lưu ý như vậy đấy. Thì anh em biết cái giá của em như nào rồi thì anh em cứ liên hệ cho em số điện thoại thì em sẽ báo giá cụ thể. Đây cái lốc này đấy, quay chi tiết cho anh em là rất chi mới, hàng cực mới luôn.